Như vậy là vừa đủ với lại một hàng của LCD 16 nhân 2. Và ở đây mình để vị trí số 1, có nghĩa là dòng thứ hai. Chào mừng các bạn trở lại với video của Điện tử DT. Và hôm nay là một trong những video trong chuỗi video hướng dẫn về lập trình Arduino cơ bản sử dụng bộ kit Arduino cơ bản R3 phiên bản đặc biệt giao tiếp RF. Và ở video này mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Arduino Uno giao tiếp với màn hình LCD 16x2 đã tích hợp sẵn I2C. Và ở video này mình chỉ hướng dẫn các bạn làm sao mà giao tiếp đơn giản nhất với màn hình LCD. Còn những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn kết hợp với lại những linh kiện cũng như là giao tiếp với lại các thiết bị có trong bộ kit này nha các bạn. Và cũng như vậy, để xem được thông tin của bộ kit cũng như là các bài hướng dẫn thì các bạn hãy truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DT4911 là mã của sản phẩm. Trong website sẽ có thông tin chi tiết của từng sản phẩm, các bạn có thể click vào đường dẫn để xem thông tin chi tiết cũng như là có thể đặt hàng riêng lẻ từng sản phẩm nha các bạn. Và đặc biệt thì bên cạnh sẽ có đường dẫn vào bài viết chi tiết của từng linh kiện khi kết hợp với Arduino. Bên trong thì sẽ có sơ đồ lắp đặt với Arduino cũng như là mã code. Và phía bên dưới sẽ có file lập trình của IDE Arduino chúng ta có thể tải về. Và nếu chúng ta có bất kỳ thắc mắc gì thì chúng ta có thể đặt câu hỏi trực tiếp tại đây. Và hiện tại tất cả các bài viết này sẽ được Điện tử DT cập nhật hàng tuần nha các bạn. Và để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của Điện tử DT thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký ở dưới video. Và đừng quên bật thông báo. Và đây bây giờ mình sẽ sử dụng Arduino Uno, một cáp dùng để cấp nguồn cũng như là cáp nạp nha các bạn. Và màn hình LCD 16x2 đã lắp sẵn I2C, có sẵn trong bộ combo này luôn nha các bạn. Và ở đây thì chúng ta sẽ cần thêm 4 dây bớt, một đầu đực cái cũng có sẵn trong bộ combo này luôn nha. Chỉ cần 4 dây là đủ nha các bạn. Thông thường thì để giao tiếp được màn hình LCD 16x2 này thì chúng ta sẽ cần rất nhiều chân để kết nối với lại Arduino. Tuy nhiên để đơn giản hơn thì chúng ta sẽ kết nối với lại I2C. I2C đã được tích hợp sẵn trên màn hình LCD 16x2. Và đây sau khi kết nối thì chúng ta sẽ cần điều chỉnh chiếc áp có trên mạch I2C này để điều chỉnh độ tương phản của màn hình LCD. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắp theo sơ đồ có trên hình. Ở trên mạch I2C sẽ có chân là GND, VCC. Ở đây thì chúng ta sẽ cấp nguồn 5V. Chúng ta sẽ lấy nguồn 5V từ mạch Uno. Và chân SDA và chân SCL thì chúng ta sẽ kết hợp với lại chân A4 và A5 theo như sinh sơ đồ. Và như đây mình đã lắp xong. Và bây giờ để giao tiếp được với màn hình LCD I2C này thì chúng ta sẽ cần cài thư viện I2C. Để cài được thư viện I2C thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ vào Kit, chọn Include Library, chọn Library Manager. Sau đó các bạn search với từ khóa là LCD I2C. Sau đó các bạn sẽ tìm đến thư viện có tên là Light Switch Redstone I2C. Sau bạn bấm Install để cài đặt. Như vậy là mình đã cài đặt xong. Và sau khi các bạn cài thư viện xong thì các bạn sẽ copy code này. Và code này mình sẽ để trong bài hướng dẫn kết hợp với Arduino Uno và LCD nha các bạn. Các bạn có thể truy cập để copy code này về. Và đây là code đầu tiên, là một code đơn giản. Mình sẽ giải thích sơ về code này nha các bạn. Đầu tiên là chúng ta khai báo thư viện write.h. Tiếp theo là thư viện I2C chúng ta vừa cài đặt. Và như đây, dòng này là sẽ có chức năng là khai báo địa chỉ của mạch giao tiếp I2C, mặc định của mạch giao tiếp I2C màn hình LCD được bán tại điện tử dt.com là 27 nha các bạn. Và số 16 và số 2 này tương đương với lại màn hình LCD là 16x2. Còn nếu mà các bạn sử dụng màn hình LCD 20x4 thì các bạn sẽ thay thế ở đây là 20 và 4 nha các bạn. Và tiếp theo là một số dòng để khai báo màn hình LCD. Và tiếp theo bây giờ mình sẽ nạp thử nha các bạn. Các bạn chọn tool, chọn Arduino Uno, tiếp tục vào tool và chọn bọt. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cụm cơm tương ứng với lại Arduino của các bạn. Bắt đầu nạp nha. Ví dụ ở đây là mình có
set lên màn hình LCD là hai dòng là điện tử DAT và bài test LCD I2C. 16x2 ở đây có nghĩa là chúng ta sẽ có hai hàng và 16 ký tự nha các bạn. 16 ký tự đây bao gồm cả khoảng trống. Và dòng lệnh LCD set cursor sẽ có chức năng là chúng ta sẽ set vị trí của điểm bắt đầu của ký tự đầu tiên. Ví dụ ở đây, số 2 ở đây có nghĩa là điểm bắt đầu là ở ký tự thứ 2. Như vậy là dòng ký tự điện tử DT thì chữ D sẽ bắt đầu từ vị trí thứ 2 trở đi nha các bạn. Còn số 0 phía sau. Còn số 0 phía sau sẽ hiển thị cho số hàng. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai hàng. Số 0 là hàng thứ nhất và số 1 là hàng thứ hai nha các bạn. Ở đây thì mình sẽ đặt câu điện tử DT ở hàng thứ nhất và điểm bắt đầu là điểm thứ hai. Như vậy là điểm thứ hai là sẽ điểm bắt đầu của ký tự đầu tiên là chữ D. Và dòng lệnh LCD Spring sẽ có chức năng là in ký tự mà chúng ta muốn biểu diễn lên nha các bạn. Như đây là điện tử DT. Và ký tự tối đa của mỗi hàng là 16 ký tự đối với màn hình LCD 16x2. Còn đối với màn hình LCD 20x4 thì chúng ta sẽ có 20 ký tự và sẽ có 4 hàng nha các bạn. Và tương tự như hàng đầu tiên thì hàng thứ hai. Ở đây thì mình đặt LCD set cursor này ở vị trí đầu tiên, có nghĩa là vị trí số 0. Như vậy là ký tự đầu tiên bắt đầu là chữ bài test LCD I2C. Ở đây hàng bài test LCD I2C sẽ có 16 ký tự nha các bạn, bao gồm cả khoảng trống. Như vậy là vừa đủ với lại một hàng của LCD 16x2. Và ở đây mình để vị trí số 1, có nghĩa là dòng thứ hai. Như vậy là chúng ta đã đủ hai dòng. Nếu mà các bạn muốn hiển thị ký tự khác thì các bạn có thể thay đổi ký tự này nha các bạn. Chú ý là chúng ta sẽ bỏ trong dấu ngoặc kép.